Những ngày này, huyện Tam Nông đang tập trung triển khai công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự mỹ quan để chào đón năm mới 2024 và chào mừng huyện cán đích nông thôn mới. Là một người dân thị trấn Hương Hóa, bà Phạm Thị Nghĩa rất phấn khởi khi cảnh quan đô thị được chỉnh trang sạch đẹp, cờ hoa rực rỡ. Đặc biệt, niềm vui, niềm tự hào của bà Nghĩa và những người dân nơi đây được nhân lên khi huyện Tam Nông đã hoàn thành đạt và vượt các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Bộ mặt quê hương có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân được nâng cao. Tôi cảm thấy cảnh quan môi trường huyện Tam Nông rất sáng, xanh, sạch, đẹp. Tôi càng thấy phấn khởi hơn khi huyện Tam Nông đã hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện chỉnh trang đô thị, huyện Tam Nông đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Trong đó tập trung chỉnh trang vỉa hè, đường phố, sửa chữa thay thế hệ thống điện chiếu sáng, dọn dẹp vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh, trồng mới và trồng bổ sung hoa tươi trên các tuyến đường và tại các khu vực công cộng. Qua đó tạo không khí vui tươi, chào đón năm mới trong các tầng lớp nhân dân. Trong những ngày này, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện đã phối hợp với Ban Quản lý các công trình công cộng của huyện tiến hành chỉnh trang đô thị, cắt tỉa cây xanh, trồng hoa trên các tuyến đường, đồng thời lắp dựng các cái cụm pano, treo băng rôn, treo cờ hồng kỳ, cờ đuôi cá, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các tiêu chí xây dựng huyện Tam Nông đạt chuẩn nông thôn mới. Chào đón năm mới với khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tam Nông tiếp tục đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển.